Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 28 tháng 3, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, phòng cảnh sát hình sự đã phối hợp với công an quận 7 và công an quận 1 triệt phá hai ổ mại dâm quy mô lớn, núp bóng kinh doanh nhà hàng quán karaoke chuyên phục vụ khách nước ngoài và các quý bà. Khi tiến hành kiểm tra hành chính tại khách sạn L'Ordion Hotel, 63-65 Lê Văn Thiêm, phường Tân Phong, quận 7. Cơ quan công an phát hiện 4 cặp nam nữ thực hiện hành vi mua bán dâm. 4 người khách nam đều mang quốc tịch Hàn Quốc. Trong số các nữ nhân viên có Trần Thu Ngân sinh năm 1999, cư trú huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Thời điểm công an bắt quả tang phát hiện Ngân có ý định phi tan một gói bột màu trắng, nghi là chất cấm. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận TTHN, NHV... Phan Thị Cẩm Viên và Trần Thu Ngân khai là tiếp viên tại nhà hàng Crystal, chuyên tiếp khách nước ngoài, người Hàn Quốc, Trung Quốc. Sau đó thỏa thuận mua vui với giá từ 5 triệu đồng một lần và 8 triệu đồng khi đi qua đêm. Ngày 20 tháng 3 năm 2024, Trần Thị Trúc Ly, sinh năm 1984, cư trú phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 và Đặng Thành Giỏi, sinh năm 1996, cư trú phường 14, quận 10, quản lý tiếp viên tại nhà hàng Crystal phân công 4 tiếp viên nữ trên đến tiếp bia vui chơi, đồng thời môi giới cho 4 tiếp viên đi khách với 4 người Hàn Quốc. Mỗi lượt nhân viên đi khách, quản lý sẽ được hưởng 500.000 đồng. Nếu tiếp viên đi qua đêm thì quản lý sẽ được hưởng 1 triệu đồng. Ngoài số tiền được tiếp viên cho, ly và giỏi còn được hưởng từ 10 đến 15% trên tổng hóa đơn đặt bàn. Đối với gói bột màu trắng mà Trần Thu Ngân dự định phi tang, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra truy xét để làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan. Trước đó, ngày 22 tháng 3 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra PC02, Công an thành phố ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Thị Trúc Ly và Đặng Thành Giỏi về hành vi môi giới mại dâm, Phan Thị Cẩm Viên và Trần Thu Ngân về hành vi tàn trữ trái phép chất cấm. Sau đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục kiểm tra nhà hàng trên đường Bùi Thị Xuân, quận 1, phát hiện nhiều sai phạm. Công an phát hiện từ 50 đến 100 tiếp viên nữ túc trực để tiếp hàng trăm lượt khách, đặc biệt là khách người nước ngoài. Nhà hàng này phục vụ từ trưa đến 3-4 giờ sáng ngày hôm sau. Đáng chú ý, tiếp viên muốn thác uy cùng với khách ngay tại phòng. Nếu khách có nhu cầu sử dụng chất cấm, nhân viên sẽ liên hệ mua cho khách và cùng khách sử dụng, sẵn sàng cho tiếp viên phục vụ mọi nhu cầu thỏa mãn cho khách. Ngoài ra, cơ sở này cũng tuyển chọn nhiều nhân viên nam có body 6 muối trẻ trung. Đây là những nhân viên sẵn sàng phục vụ những khách hàng là nữ giới lớn tuổi. Khi các quý bà muốn thác loạn, các nhân viên nam sẽ múa thoát y, kích thích nhằm phục vụ nhu cầu ham muốn của các quý bà. Khi khách có nhu cầu, nhân viên sẽ đưa khách qua các địa điểm khách sạn do nhân viên quán chọn để làm bài đáp. Việc làm này nhằm đảm bảo an toàn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Thông qua việc kinh doanh trá hình, cơ sở này luôn tiếp lực khách đến đây rất lớn. Qua đó, doanh thu của quán đạt từ 300 đến 500 triệu đồng một ngày. Tổng doanh thu hàng tháng lên đến 10 tỷ đồng. Ngày 28 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Ngô Thị Hường, sinh năm 1977, trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội về tội chống người thi hành công vụ. Hường là đối tượng đã tự ý xông vào trụ sở công an quận Cầu Giấy chửi bới, đấm cán bộ công an ngay tại trụ sở công an hồi giữa năm 2023. Trước đó, ngày 9 tháng 1 năm 2024, Tòa án Nhân dân quận Cầu Giấy đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án này và tuyên phạt bị cáo Hường 12 tháng tù. Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Hường đã làm đơn kháng cáo kêu oan, đề nghị tòa cấp phúc thẩm hủy án sơ thẩm, tuyên trả tự do cho mình. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hường khai đã cho bạn vay tiền nhưng bị chiếm đoạt, bị cáo cần đòi lại số tiền này để trả nợ mua nhà trong thành phố Hồ Chí Minh. Bị cáo Hường nhiều lần làm việc tại cơ quan tố tụng trung ương nhưng lại được hướng dẫn về làm việc tại công an quận Cầu Giấy. Hường cho rằng bị cáo không đánh công an như bản án sơ thẩm kết luận. Theo bản án sơ thẩm, ngày 25 tháng 3 năm 2023, anh Nguyễn Duy Khánh, sinh năm 1992, là thượng úy công tác tại đội cảnh sát giao thông trật tự được phân công thực hiện trực ban tại cổng công an quận Cầu Giấy, Hà Nội với nhiệm vụ tiếp công dân đến trụ sở công an quận làm việc và đảm bảo an ninh trật tự tại trụ sở công an quận. Quá trình trực ban, anh Khánh mặc trang phục cảnh sát nhân dân, đeo băng trực theo điều lệnh công an nhân dân. Khoảng 9 giờ 40 phút cùng ngày, khi anh Khánh đang thực hiện nhiệm vụ trực ban tại phòng trực ban công an quận, thì chị Ngô Thị Hường đến và đi vào trong phòng trực ban. Lúc này anh Khánh hỏi chị Hường, chị đến có việc gì? Chị có căn cước công dân không? Chị Hường đáp, tao không có, tao không phải xuất trình với mày. Vừa nói chị Hường vừa đi vào, ngồi tại khu vực ghế chờ trong phòng trực ban. Tại đây, chị Hương chửi bới nói to, làm ảnh hưởng đến hoạt động của cán bộ trực ban hình sự tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm và những người đến trụ sở công an quận làm việc. Đến khoảng 10 giờ 25 phút cùng ngày, chị Hương mở cửa phòng trực ban và tự ý chạy vào bên trong sảnh trụ sở công an quận cầu giấy, thấy vậy anh Khánh chạy theo, giữ chị Hương lại để giải thích rằng nếu muốn liên hệ làm việc thì chờ ở phòng trực ban rồi mời chị này quay lại phòng trực ngồi. Chị Hương lấy điện thoại ra quay video và hỏi lý do tại sao không cho chị đi vào trong thì anh Khánh có giải thích rằng khi vào phòng làm việc của trụ sở phải có lịch hẹn và cán bộ trực tiếp ra đón vào làm việc thì mới được cho vào. Tuy nhiên, chị Hương không đồng ý và tiếp tục chửi bới xúc phạm với những lời lẽ tục tĩu. Đến khoảng 11 giờ 5 phút cùng ngày, chị Hương tiếp tục mở cửa phòng trực ban, chạy thẳng vào trong sảnh trụ sở công an quận. Khi đó chị Hương vừa chạy vừa nói, "Mày không cho vào thì tao tự vào." Anh Khánh đuổi theo để giữ chị Hương lại. Khi chị Hương chạy vào đến sảnh tầng 1 công an quận, anh Khánh chặn được và yêu cầu chị đi ra phòng trực ban, nhưng chị Hương chống đối không chấp hành và yêu cầu phải được gặp ban chỉ huy công an quận. Thêm một lần nữa anh Khánh giải thích rằng phải đặt lịch làm việc nhưng chị Hường vẫn không chấp hành mà tiếp tục có những lời lẽ chửi bới gây mất trật tự tại trụ sở, có hành động dùng tay đẩy anh Khánh. Lúc đó anh Khánh đã báo cáo sự việc với ban chỉ huy đội và có 3 cán bộ công an được cử ra hỗ trợ các anh gồm Nguyễn Công Trung, Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Tiến Dũng khi anh trung đến yêu cầu chị hường đi ra ngoài phòng trực ban thì chị này không chấp hành mà liên tục dùng tay đẩy anh trung và có lời lẽ to tiếng lăng mạ chửi bới làm ảnh hưởng đến hoạt động công an quận anh trung tiếp tục giải thích và yêu cầu chị hường ra phòng trực ban không gây mất trật tự làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan công an thì chị hường vẫn không chịu chấp hành mà liên tục to tiếng chửi bới anh nguyễn thanh tùng đã tiến lại giải thích cho chị hường thì bị chị này đấm liên tiếp vào ngực ngay sau đó cơ quan công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và đưa chị hường vào trụ sở làm rõ nội dung sự việc tại cơ quan điều tra chị hường không hợp tác làm việc không ký vào biên bản không hợp tác lăn vân tay làm trích lục tiền án tiền sự Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy truy tố chị Ngô Thị Hường về tội chống người thi hành công vụ. Bị đưa ra xét xử, chị Hường không thừa nhận hành vi phạm tội cho rằng mình bị oan. Nhưng hội đồng xét xử cấp sơ thẩm cho rằng, qua lời khai của người làm chứng, lời khai của những người liên quan và các tài liệu, vật chứng thu giữ được, đủ căn cứ xác định hành vi của chị Hường đã đủ yếu tố cấu thành tội chống người thi hành công vụ, theo quy định tại khoản 1, điều 330 Bộ Luật Hình sự. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước về quản lý hành chính được pháp luật bảo vệ, cản trở người thi hành công vụ thực hiện nhiệm vụ của mình, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự địa phương. Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt trị hưởng mức án 12 tháng tù. Sau khi xem xét, hội đồng xét xử cấp phúc thẩm quyết định giảm án cho bị cáo còn mức án 10 tháng 5 ngày bằng thời hạn tạm giam.